Hello, Xúc Đao Kiếm Phong Thủy xin chào tất cả anh em nhá. Đấy, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em tổng cộng là mình có 3 mẫu. Một mẫu là phổ thông, một mẫu là trung cấp và có hai mẫu. Đó là mẫu T10. T10 nha anh em nhé. Thì những cái dòng phổ thông ấy thì là nó mình bán là thực ra là mình nhập đắt hơn một chút nhưng mà nó xên xên nhau thôi. Thì mình bán đồng giá là cây 1 mét đấy là 1,3 triệu đấy. Còn tiếp theo đó là cây trung cấp, đây cây trung cấp, cây trung cấp thì mình có nhiều mẫu lắm nhưng mà có một số mẫu trước thì mình đã giới thiệu cho anh em rồi đấy. Đây là cây mẫu trung cấp, thì tí nữa mình sẽ cho anh em biết phân biệt giữa dòng trung cấp, dòng phổ thông hay là dòng T10 nhá. Đấy, còn trên nữa nó là dòng T10. Hai cây này là cây T10 thì một cây là mình bán 5 triệu rưỡi, một cây là mình bán 6 triệu nha anh em nhé. Thế nhiều anh em hỏi là tại sao cũng là mẫu T10 ấy mà làm sao nó đắt, là có những cây nó đắt hơn như vậy. Thì thứ nhất là cái độ cầu kỳ của cây đấy, và cái thứ hai nữa là những cái phụ linh phụ kiện đấy nó khác nhau thì nó đắt hơn một chút đấy. Đấy, còn những cái dòng phổ trung cơ phòng, những vòng trung cấp này nó cũng khác nhau, có những cây rất là khác nhau nhưng mà nó không đắt nhau quá nhiều thì mình vẫn bán đồng giá là 2 triệu 6 cho anh em đấy. Còn kể cả những cái cây phổ thông là như vậy, thì cây này là cây phổ thông nhất, là cây lá che đen đấy. Thì anh em để phân biệt giữa dòng phổ thông và vòng trung cấp và vòng cao cấp là T10. Thực ra những cái và thì là nói qua luôn cho anh em nhé, cái dòng phổ thông này ấy, thì là nó là loại thép rất là bình thường thôi, nó không có chốt tre. Đấy, từ lưỡi kiếm xuống đây nó không có chốt tre để chốt nó lại, giữ nó lại anh em nhé. Thì đương nhiên là nó không cầu kỳ và hình thức nó cũng rất là đơn giản. Độ chắc chắn của nó thì nó chỉ đạt đến độ là 5-6-7% thôi, 5-6-10-70% thôi so với những cái loại này. Còn những cái loại trung cấp này thì để nó cái độ chắc chắn hoàn thiện thì nó bằng cây T10 nhưng nó lại không đạt ở một cái tiêu chí, đó là cái chất thép thì nó không thể bằng. Chất thép của nó chỉ là thép carbon thôi, thép nó nhỉm hơn cái thằng trung cấp một tí, à thằng phổ thông một tí anh em ạ. Đấy, đấy mình nào cho anh em xem đấy. Thì anh em cứ mua thì tiền nào của đấy thôi đấy, cái độ cầu kỳ nó khác hơn đấy. Ok chưa anh em? Đây là lưỡi của cái thằng thực ra hai cái lưỡi của thằng trung cấp và thằng phổ thông thì nó cũng cái kiểu làm nó đều là mài máy hết. Đấy, nó không phải làm từ những cái vân, nó làm về vân nhiệt, vân nhủng nó đẹp hơn. Đấy. Thì sơ qua cho anh em hiểu nó là như thế. Thì mình để qua đây bên này cho anh em nhé. Đấy, mình giúp. Đấy. Đó. Về nhìn thì anh em nhìn thì anh em biết thôi, cái cây trung cấp thì lúc nào cũng khôn hơn và nó có cái chốt tre đấy. Cái này thì không có, cái này phổ thông thì không có đâu anh em đấy. Cái dòng trung cấp thì thường mình bán 2 triệu 6 nhá. Đây cây trung cấp, mình còn nhiều màu nữa nhưng hôm nay mình đem ra mình giới thiệu cái màu này là mình chưa giới thiệu này đấy, thì mình đem ra giới thiệu cho anh em em. Và thứ nhất là để anh em so sánh luôn, chứ nhiều anh em không hiểu là cứ nghĩ là cái dòng của Trung Quốc nhưng mà nó lại, anh em nghĩ lúc nào Trung Quốc là đảo không đảo đâu anh em ạ. Tiền nào của đấy đấy anh em ạ nhé, không tự dưng nhà ta lại đem về nhà ta bắt bán đắt hơn gấp mấy lần đâu. Ví dụ những cây này mình bán 1,3 triệu đấy, những cây này mình bán này, như ví dụ cây này mình bán 5,5 triệu đó, nó khác hẳn hoàn toàn. Ví dụ như cái này phun gỗ này, cái phần khóa ở đây, cái phần này trong trong này nó là bằng sừng đấy, nó cầu kỳ hơn một chút như vậy. Và cái lưỡi của nó thì anh em nhìn thì anh em hiểu thôi, nó sẽ làm bằng vân hạ, cái đường hamon của nó là đường đất lung ấy, hay là về nhiệt nhủng ấy, thì nó cái công nghệ của làm kiếm thì gần như của Trung Quốc thì nó cũng chỉ làm trên cái phương diện là máy móc và làm trên cái phương diện là đại trà đấy, chứ không phải là thủ công như của cây Nhật. Cây Nhật thật thì gần như là
mỗi người thợ người ta sẽ làm ra thì là người ta làm thủ công ra một vài cây, thì đó giá tiền của nghệ nhân nó khác. Đấy, đây mình chơi theo cái kiểu là của Trung Quốc. Đấy, thì để nói vào mẫu mã nhá, thì nói thật với anh em là nó rất là đẹp, đẹp hơn Nhật là cái chuyện bình thường. Ở Nhật làm sao mà vân đẹp được như này, đúng không? Đấy, còn về chất thép thì nói thật với anh em mình có thể thằng Nhật đấy, rồi những cái công nghệ tôi luyện nó tốt hơn. Thép của nó là thép của người nghệ nhân, họ tự pha trộn các loại thép, các loại hợp kim để ra một cái chất lượng thép nó tốt hơn. Còn cái dòng này nó là dòng thép công nghiệp, nó thép có sẵn, thép sản xuất đại trà rồi thì họ nhập về họ sẽ làm ra như này. Đó, cái cây này là cây bằng phun gỗ. Đấy, tất cả những cây này nó là dài 1 mét hết nha anh em nhé. Đấy. Tiếp theo giới thiệu với anh em đây cây Tachi. Cái dòng Tachi này rồi cái độ cong thì nó hơi cong hơn, cái độ cong của nó cong hơn những cái dòng Catala kia. Đấy. Cũng là thép T10. Đó. Đó anh em này. Thì mình sẽ lau qua một chút cho anh em chiêm ngưỡng. Đấy. Còn anh em mua cây nào thì mình cũng bán cả thôi, mình buôn mình bán mà, mình bán cho nhiều người. Thì mình phục vụ người đủ mọi loại thành phần xã hội mà, người có tiền, người không có tiền, người vừa vừa với lượng sức của mình thì đều chơi cả. Đấy. Ai mà cũng có, đấy, ai cũng có thể mua được. Đấy. Cái dòng T10 đấy anh em đừng đòi hỏi là cái nó có là chốt gì, nó chốt che hết anh em ạ. Đây nó đóng đây. Đấy, nó đóng xuyên luôn. Đó. Đấy. Đấy, thì tùy anh em chọn cây nào thì anh em lấy cây đấy. Thì cái cây trên này thì mình đang bán là 6 triệu nhá. 6 triệu. Cây dưới là 5 triệu rưỡi, cây dưới nữa là 2 triệu 6. Cây này là cây phổ thông này. Cây này là cây 1 triệu 3 nhá. 1 triệu 3, 2 triệu 6, 5 triệu rưỡi, 6 triệu. Đấy thì anh em thích chọn cây nào thì anh em chọn cây đấy thôi. Và trước khi anh em mua hàng bên mình thì mình đã nói rõ lại một chút cho anh em nhá. Hàng bên mình thì những cái sản phẩm như này anh em ở miền Bắc. Đấy. Ví dụ Thanh Hóa, Nghệ An hát về đến miền Bắc thì mình vẫn là nhận hàng hàng đến thanh toán cho anh em. Anh em cọc cho mình thôi. Cọc 100, 200 tùy anh em, hàng đến thanh toán số tiền lại. Còn anh em ở trong Nam thì bắt buộc phải chuyển khoản 100% thì mình mới gửi được hàng. Đấy là mình cũng nói rất rõ. Còn trước khi kể cả anh em cọc hay anh em chuyển khoản thì anh em đều gọi điện Zalo, yêu cầu bên mình gọi Zalo để xem kho hàng của mình này. Đấy, xem có những có hàng hay không này. Đó. Đó. Và thứ hai là anh em có thể yêu cầu xem trực tiếp cái sản phẩm này luôn. Đó, để anh em yên tâm anh em mua bán. Đấy. Còn anh em là người mua bán thì anh em tự nhìn, anh em tự hiểu video tôi làm như nào rồi. Đấy, tôi không quảng cáo nhiều. Với lại tiếp theo nữa là cái Zalo trên ấy, cái Zalo đuôi 889 kìa. Thì bên mình nó đang bị khóa khoảng tầm gần một tuần nữa thì nó sẽ mở. Thì anh em tạm thời là nhắn vào cái Zalo dưới cho mình. Zalo dưới nhá. Đây Zalo đuôi 857 kìa. Đó thì mình sẽ gửi mẫu gửi ảnh cho anh em. Đấy, đấy, cho nó ví dụ anh em cần gọi video thì mình cũng gọi được trên đấy cho nó dễ. Hoặc là anh em vào Facebook của mình là Hùng Lâm, mình sẽ để ở dưới phần mô tả của cái link của cái Facebook của mình dưới phần mô tả ở cái video này luôn. Đó thì anh em tự anh em tìm hiểu thì anh em ấy, anh em nào mua thiện chí thì cố gắng xem một vài video của mình. Đấy, thiện chí thì anh em phải xem xét. Không nhiều anh em vào là cũng không hỏi, là cũng không biết là mua cái gì, không biết hình thức giao dịch ra sao. Nhiều anh em vào là cứ hỏi là gửi bằng kiểu gì, nói thật với anh em nó hàng hóa mình gửi ở đâu mình gửi được à. Nhưng cái quan trọng nhất đó là có những chỗ rất khó gửi thì yêu cầu anh em phải chuyển khoản. Đấy, có những cái nhá là rất là rẻ tiền thôi nhưng mà nó cái chỗ đấy khó gửi, mình phải gửi được bằng đi một cái đường đặc biệt khác để đến được anh em, thì cái đường đó thì nó đương nhiên cái giá cước nó hơi đắt hơn một chút thì mình phải yêu cầu anh em chuyển khoản. Có những cây này nhá, ví dụ nhiều anh em nói là ở cái này gửi ra bưu điện nó rẻ lắm, đúng thật là quá rẻ, chưa đến 100.000 cước luôn, nói thật với anh em chưa đến 100.000 nhưng mà gửi như vậy ấy, thì không bao giờ đến được tay anh em và mất luôn hàng. Đấy, mình phải gửi bằng cái đường đặc biệt thì mới đến được tay anh em. Thì riêng một cây này đi mình gửi
tùy nhá, sẽ rơi dao động từ 300 cho đến 500 nghìn tùy nơi. Đấy, ví dụ anh em ở thành phố thì nó còn dễ, anh em về những vùng sâu vùng xa ấy, nó phải gửi qua lối mấy cầu mới đến được anh em, thì đó là cái tiền cước nó ở cái chỗ đấy đấy. Cho nên là anh em đừng nghĩ là cọc 50 hay 100 hay 200 mà nghĩ rằng là nó to đâu, không to đâu anh em ạ. À, thật sự với anh em luôn, nó không hề to luôn. Đấy mà mình phải bỏ giá cước ra cho anh em rất là lớn để làm sao để là gửi đến cho anh em. Nhiều khi anh em không nhận, quay về tôi lỗ là cái chắc, tôi trả được đồng nào của anh em mà, nhưng mà tôi vẫn vẫn mất tiền cước. Ví dụ những cái cây cao cấp này tôi phải gửi thậm chí là 500.000 tiền cước luôn. Thế bây giờ tôi hỏi anh em, tôi bắt anh em cọc, ví dụ ở quanh miền Bắc này chẳng hạn, quanh này chẳng hạn, tôi đã gửi một đơn này đi nhé, bét nhất gửi xe đến cho anh em thanh toán nó cũng phải mất 150-200 rồi đấy, thì kêu anh em cọc 100-200 thì cũng chỉ vào cái tiền xe thôi đấy, nó cũng chẳng có lấy của anh em đồng nào. Đến anh em không lấy thì đương nhiên tôi phải vui vẻ rồi, vì là anh em cọc rồi, thì anh em cọc có rồi thì anh em có quyền lấy và không lấy là việc của anh em. Nhưng ví dụ nhiều anh em không cọc, thế bây giờ tôi được gửi đến tôi cũng chẳng được cái gì của anh em, thậm chí tôi mất tiền cước. Bây anh em phải hiểu hiểu như này, anh em đi làm thế thôi, một ngày công anh em kiếm được bao nhiêu, trả được bao nhiêu, đúng không? Đấy, tôi gửi đi, tôi bề cứ đếch cần biết là tôi một ngày tôi kiếm bao nhiêu tiền, tôi kiếm 10 triệu 20 triệu đấy việc của tôi chẳng hạn, ví dụ cũng vậy đi. Nhưng anh em thử hỏi xem, mỗi người 200.000, ai cũng 200.000, ai cũng đặt cho vui mồm, ai cũng 200.000, thế 10 đơn đi là 2 triệu rồi, một ngày ai kiếm ra 2 triệu được, đúng không anh em? Đấy, anh em còn chả kiếm được đúng không, đâu nói gì đến nhiều người khác đúng không. 2 triệu một tháng kiếm nhiều lắm chứ, tốn nhiều lắm chứ, bây ngày nào cũng mất 2 triệu tiền cước mà đến có thu được đồng nào đâu, về 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 túi mình đâu, thì mình còn phải âm tiền bỏ túi, tiền túi mình ra để bù vào cước, thì nó rất là khó khăn cho bên mình đúng không. Đấy, còn những anh em đã thiện chí rồi, anh em phải tự tìm hiểu để anh em mua bán cho nó thoải mái đấy. Mọi hình thức, mọi cách thức là mình đã giới thiệu cho anh em rất là kỹ và rõ rồi, và video nào mình cũng đã nói. Thì thực ra nhiều anh em ấy, xem video của mình ấy, thì đã biết biết rồi, nhưng mà thực sự là mình ngày nào mình cũng phải nói vậy, video nào mình cũng phải nói, vì làm sao, vì có những anh em mới vào nữa cơ, họ không hiểu, nhiều không hiểu đâu, nên là phải nói đi nói lại để làm sao cho thông cái lão họ đi, họ hiểu được cái ra cái vấn đề đấy. Đây anh em phải hiểu chưa, vì những cái dòng là sản phẩm này nó là sản phẩm đặc thù đấy. Và nói luôn, trên mạng bây giờ rất nhiều những thằng lấy video của tôi nhé, và rất nhiều anh em khác trên mạng đi lừa đảo, đăng lên nó đi lừa anh em đấy. Như anh em phải hiểu, nó lấy video của tôi nó đi lừa thì anh em phải biết là cái độ uy tín của chúng tôi như nào thì chúng nó mới lấy. Còn chúng nó mà đi lấy, chúng tôi là những cái thằng lừa đảo mà chúng nó lại đi lấy video của những cái thằng lừa đảo thì làm sao lừa được ai, anh em phải tự hiểu ra cái vấn đề nó là như thế. Đấy, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em ba phân khúc đấy, cây phổ thông, trung cấp, cao cấp nhé. Đấy, và những cái dòng cao cấp ấy, trung cấp thì mình có 80 đấy, cao cấp thì gần như là có 1 mét thôi, còn cái dòng phổ thông ấy, thì mình có 3 loại, 60, 80, 1 mét đấy. Anh em chưa tin tưởng thì anh em mua những cái loại ngắn thôi, loại vừa tiền nhưng loại phổ thông này thôi. Hơn 1 triệu cũng có, 650, 700 cũng có đấy, nó đủ loại phân khúc giá để anh em mua từ từ khi nào tin thôi. Mình chưa tin thì mình mua những sản phẩm nó thấp thôi, nó rẻ tiền thôi, nếu bên shop mình gặp phải những shop lừa đảo thì nó lừa ít tiền của anh em thôi đấy. Và thứ hai nữa là shop nào cũng thế, anh em mua hàng thì anh em cứ phải gọi Zalo, gọi trực tiếp để anh em xem hàng, xem kho hàng nó làm ăn như thế nào, rồi anh em mình hãng giao dịch, hãng cọc, không thì lại mất tiền đấy. Đấy, như có một cái anh bạn vừa rồi đây, anh mình cũng phải gọi video cho người ta đấy, đấy để người ta cọc. Đây có một cái ông anh này, đấy ông bạn này, đấy, ai mình cũng phải gọi video cho chứ. Đây vậy người ta cọc cho mình đây, cọc cái thẻ này 200 này, đấy ai mình cũng gọi video cho hết đấy, gọi video luôn này, đấy cho người ta xem, người ta ok, người ta cọc cho mình liền đây đấy, mình cũng lên đơn thì người ta đi luôn đó, không phải vướng cái gì đấy, họ chốt ok cái chốt ngay đấy. Vì anh em phải hiểu, một ngày mình không thể ngồi mình chỉ tiếp một mình anh em được, nhiều cái anh em bảo anh em yêu cầu là đóng gói chụp cho tôi, bảo thôi thế thì không chụp được, vì một ngày nó nhiều lắm, mình không thể làm theo ý. Bây giờ
một người đến mà ok kiểu gói ông chủ tí ông kia lại ok lại, thế cuối cùng một ngày ấy, làm được cái việc gì nữa đâu, thì làm sao mà gửi hàng cho nhanh cho anh em được. Anh em cứ yêu cầu như vậy tôi phải đi làm cái yêu cầu đó thì đương nhiên là sẽ chậm trễ hàng của anh em, có khi hàng hôm nay phải ngày kia mới gửi được. Thế trong khi đó là anh em xem những video của tôi kỹ rồi thì anh em cứ thế mà mua hàng hóa của tôi không đảm bảo cho anh em nhé, là hàng như hình, chất lượng như hình ảnh đấy, như hình ảnh tôi đăng tải đấy. Chứ còn nói thật với anh em là nhiều anh em về anh em mua những cái phổ thông bảo ủi cây này nó hơi cùn anh em ạ, thực ra nó không phải cùn đâu, và cái chất lượng cái thép nó chỉ được đến thế thôi anh em ạ. Đấy, nếu mà anh em thích sang xịn hơn, sắc hơn rồi đẹp đẽ hơn thì anh em có thể yêu cầu lên những cái cây, mua những cái cây trung cấp hoặc cao cấp thì nó là mê ly rồi, anh em chả chê vào đâu được. Cái chê thứ nhất là anh em chỉ gọi là chê nó đắt thôi, anh em không đủ lực thôi, chứ còn anh em chả chê vào được cái vấn đề gì cả. Còn những cái cây nó tầm dưới 1 triệu, trên 1 triệu thì anh em cũng phải hiểu thôi, thì nó có chỉ có gần đấy tiền thôi, 1 triệu nó đâu có to đâu, nó đâu có to đâu anh em, đúng không? Anh em người đi chơi người kiếm tiền rồi anh em nó đâu có to đâu, trừ khi anh em ví dụ lương, nói thật anh em ví dụ lương 5 7 triệu anh em vẫn mua được những cái cây, mình vẫn có những cái cây 60, chỉ có 600.000 thôi anh em vẫn chơi được đấy. Còn ví dụ anh em chục triệu thì mua một cây 1 triệu bình thường, cả đời mình mua 1 2 cây chứ mua gì mua nhiều, đúng không anh em? Đấy, ví dụ anh em có thu nhập cao hơn anh em mua những cây cao hơn đấy, thì nói chung phân khúc nào mình cũng bán được, thì anh em phải hiểu là nó đâu có quá đắt đâu, đắt rẻ đủ phân khúc cả cho anh em đấy. Mình nhiều tiền mình chơi hàng đắt, ít tiền mình chơi hàng vừa vừa, thế nào cũng có cả đấy. Đấy, chứ nhiều khi anh em mà cứ nhìn những cây đẹp quá rồi là nhìn những cây xấu thì cây rẻ thì nó xấu quá thì anh em lại chê, thì đương nhiên rồi, cây kia có một cây dưới này, cây đen là có 1,3 triệu, cây trên đến cây đắt nhất, có cây đắt nhất mình là 7,5 triệu cơ, thì anh em phải biết nó gấp bao nhiêu, nó gấp 5 lần rồi, gấp 5 lần thì anh em bảo nó giá trị là nó phải đẹp như thế nào, phải chất lượng như thế nào. Chứ chúng tôi nhập về chúng tôi bán quanh năm suốt ngày suốt tháng, chứ chúng tôi không phải là ngồi bán 1 ngày 2 ngày mà chúng tôi đi đi nói có thành công không thành có được. Mai ấy, anh em vào bình luận vào cái kênh YouTube của tôi là dở hơi ngay, đúng không? Tạo dựng ra được một cái số điện thoại uy tín để anh em gọi đặt hàng nó đã khó rồi, tạo dựng lên một cái kênh YouTube để cho nhiều anh em đăng ký kênh vào để anh em mua bán cùng tôi, đúng không? Đó còn khó hơn gấp vạn lần anh em ạ. Đấy, chứ không phải là đơn giản là tự nhiên người ta vào người ta đăng ký cho chúng tôi đâu đấy, đúng không anh em? Đấy, mà khi mà tôi đăng tải, tôi kỳ công tôi gây dựng lên một cái kênh YouTube này thì anh em xem nó là hơn 300 cái video, hơn 300 cái video trong 25 nhé, hơn 25 là hơn 300 cái video, thì cái mật độ chúng của tôi ra video thì anh em cũng phải hiểu rồi, gần như là cứ 2 ngày 1 video, 2 ngày 1 video, thì anh em vào cái công lao để đi làm những cái đấy nó rất là mất công với rất kỳ công cho anh em để được những cái video cho anh em xem đó. Thế không dại gì mà chúng tôi đi bỏ công bỏ sức ra như thế để đi cuối cùng lại đi lừa anh em lấy cái thẻ 50 hay 100, nó rất là nhảm nhí đấy. Đấy, anh em phải hiểu logic ở chỗ đấy. Còn tất nhiên là trên mạng thì nhiều bọn nó lừa, chúng nó lấy video của chúng tôi ấy, thì anh em phải xem, thằng nào cũng thế, nó sẽ có một cái bức tấm biển nha, nó để cái số điện thoại đó đấy, anh em phải chơi cái số điện thoại trong video trong hình ảnh, chứ anh em đừng thấy cái tiêu đề hay thấy cái bình luận ở đâu cả nhá. Đấy, ví dụ nhiều giờ như trước có cái thằng ấy nó cũng vào bình luận tôi, nó đặt cái link giống như tôi luôn, nó comment xuống dưới thì tôi cũng chặn nó rồi, nó đưa cái là tôi chặn nó đấy, tôi chặn đơn giản tôi chủ kênh mà, tôi khóa mõm nó bình thường được. Ừ, nó bảo bây giờ tôi không bán, tôi không dùng số này nữa, anh em liên hệ vào số này hộ tôi. Không, tôi không bao giờ làm ăn như vậy, số nào đi chăng nữa nhá, số điện thoại của tôi thì lúc nào là số mua bán là 0705835859 đấy. Còn ví dụ là tôi có đổi số, thực ra tôi chả bao giờ tôi đổi số cả, số tôi đang muốn bán tôi đổi gì, nhưng mà nó hay bị Zalo ấy, nó hay bị khóa, thì tôi sẽ yêu cầu anh em là cần mua cần vào Zalo để tôi gửi ảnh, thì anh em kết bạn với Zalo kia, cái Zalo phụ đấy, Zalo phụ của tôi, thì là tôi sẽ bỏ vào ghi thêm vào trong cái tấm bìa này
Đấy, bỏ thẳng vào trong cái video là không khó thằng nào ăn cắp mà dán được hay là chèn lại ảnh cũng được lắm. Vì không bao giờ chèn được kiểu như vậy, rất là khó. Mà nhìn là nó giả ngay. Đấy, nó giả ngay anh em ạ, nó không thể nào thật được. Đấy. Đây, nó giả ngay, làm sao ấy được, đúng không? Nhìn anh em biết. Đấy, tôi trước thì tôi chỉ dùng một số này, bây giờ nó mất cái Zalo này, tôi lấy số nữa đây, tôi dán thêm vào đây cho anh em. Đấy, nhá, anh em nhá. Đấy, thì anh em xem ấy, thì nhớ like và đăng ký kênh cho mình để theo dõi những video tiếp theo bên mình đang làm. Rồi, xin chào và cảm ơn anh em đã theo dõi và xem video của tôi.